Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Talk của Mobile City. 2023 thì còn nên mua chiếc Xiaomi 10S, đang dùng Xiaomi Mi 10, có nên đổi sang chiếc Redmi Note 12 Turbo để chơi Genshin Impact? Màn hình của Redmi Note 12 Turbo có xấu quá không? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé, bắt đầu thôi. Ok, vẫn xin các bạn 30 giây quảng cáo này. Team chúng mình có một cái Shopee là Mobile City Meta Store, chuyên bán về phụ kiện điện thoại cộng với cả đồ chơi công nghệ, ví dụ như sạc cáp, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sò nóng lạnh, bao giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó bọn mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa nhá, full bảng vàng của Mobile City 12 tháng. Những bạn ở xa không đến shop mua được thì có thể mua tại Shopee cho nhanh. Và vào 20:30 tối hàng ngày, mình sẽ live stream trên cái Shopee để giải đáp câu hỏi này, phát voucher hoặc là sale một mã gì đó. Các bạn nhớ theo dõi nha. Link shop mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Quay trở lại nội dung ngày hôm nay, đến với câu hỏi đầu tiên. Mi 10S còn đáng mua trong năm 2023 không vậy anh? Rồi, chính là chiếc máy mình cầm trên tay, mình dùng làm máy chính được khoảng 2 năm nay rồi. Hiện tại mức giá của chiếc Xiaomi 10S tại shop đi rơi vào khoảng 5,5 triệu, cái phiên bản 8256 mua của người dùng thì tầm khoảng 5 triệu đúng không? Thì với tầm giá như vậy, các bạn sẽ mua được nhiều máy cấu hình mạnh hơn so với cả chiếc Xiaomi 10S nhá, thậm chí máy mới luôn, ví dụ như là chiếc Redmi Note 12T Pro đó, full bảng và các thứ, mạnh hơn rất nhiều so với cả Xiaomi 10S. Còn nếu là máy cũ đi thì vừa mạnh hơn lại còn có nhiều thứ toàn diện hơn, ví dụ như chiếc Realme GTNL 3 này, Redmi Note 12 Turbo lướt hay là Redmi K6e lướt, đúng chưa? Các bạn sẽ có màn đẹp hơn, pin trâu hơn, sạc nhanh hơn và hiệu năng cũng sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, trong tầm giá thì chiếc Xiaomi 10S sở hữu hai thứ rất đáng giá. Đầu tiên này, cặp loa Harman siêu chất lượng. Đây cũng chính là lý do chính mà khiến cho mình tại vì sao chưa đổi chiếc Xiaomi 10S bạn nhé. Tại vì dùng nó quá quen rồi. Các bạn đừng tưởng là chỉ nghe nhạc thì mới cần loa ngoài nha. Các bạn lướt top này, lướt Facebook, xem video các thứ ấy, chất lượng âm thanh loa hay quen rồi. Đến khi mình cầm sang chiếc iPhone 14 Pro Max chẳng hạn, nghe rất chán, không dùng được. Hiện tại theo mình thấy, chỉ có duy nhất một chiếc máy thôi là chiếc Acer Azifone 7 là chất lượng loa ngoài xem so với cả chiếc Xiaomi 10S nhá, âm bass rất căng. Nhưng mà với chiếc Azifone 7 thì mạnh thật, mỗi tội màn hình chán quá, cầm với cả chán siêu dày. Và đây là một chiếc gaming phone thì dùng làm máy chính hơi bất tiện. Và điểm thứ hai, Xiaomi 10S sẽ có khung kim loại build rất cao cấp các bạn nhá, cầm máy nặng trịch luôn, không bị rẻ tiền như mấy con tầm trung đâu. Dù sao đây cũng là một chiếc máy mà khi ra mắt ấy mức giá lên tới cả chục triệu đồng cơ mà, đúng không? Và những trang bị còn lại thì mình thấy chiếc máy này đáp ứng tốt cho mình. Ví dụ này, màn hình ok, hiển thị không quá xuất sắc, nhưng mà đây sẽ là một cái màn hình cong nhá, mình là fan của màn cong mà. Pin của máy 4800 thôi nhưng khá trâu nhá, on screen 7-8 tiếng là chuyện bình thường. Camera thì ok, Xiaomi thì máy nào cũng sẽ bị hơi tối một chút, nhưng mà phần cứng của Xiaomi 10S thì rất khủng nha, 108 chấm cảm biến to, ảnh rất có chiều sâu, chụp xong thì mình chỉ cần chỉnh lại một xíu thôi là ok. Và hiện tại với chiếc 10S thì ROM rủng quá nhiều rồi, áp sang dù là máy chính ok. Trở lại câu hỏi của bạn thì theo mình nhá, chiếc Xiaomi 10S còn đáng mua hay không còn tùy xem là nhu cầu của bạn là gì đó. Nếu bạn thích một chiếc máy mạnh hay là thích những cái trang bị mới nhất, xịn sò nhất tầm giá thì Xiaomi 10S nó sẽ không quá phù hợp, hơi lạc hậu một chút đúng không? Nhưng nếu các bạn giống như mình, cầm một cặp loa ấn tượng để mà nghe nhạc, xem phim, lướt Facebook top sướng, những trang bị còn lại ok đủ dùng thì Xiaomi 10S vẫn rất là ngon. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, đang dùng Mi 10 có chơi Genshin thì lên Note 12 Turbo được không? Tại đang định chờ Mi 13 giảm giá mua cũ, nhưng Note 12 Turbo giá máy mới khá rẻ, Genshin chơi đồ họa trung bình thấp. Ok, theo mình là bạn lên chiếc 12 Turbo cũng được nha, tại vì chiếc máy này chơi Genshin rất tốt mà mức giá thì rẻ bằng nửa so với cả chiếc Xiaomi 13 luôn. Bây giờ loanh quanh dưới 6 triệu quẩy Genshin marketing cơ mà, bạn chơi trung bình thì máy thoải nha. Tuy nhiên khi mà đổi sang chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy thì bạn sẽ bị mất đi vài thứ. Đầu tiên sẽ là màn hình cong này, và chất lượng màn hình thì không đẹp hơn đó, mình thấy màn hình hai máy ngang ngang, xem nhau. Tiếp theo, camera của chiếc 12 Turbo thì kém chiếc Mi 10 khá là xa bạn nhá. Và về build máy ấy, thì rõ ràng rồi, chiếc Mi 10 nó sẽ cao cấp hơn rất nhiều so với cả 12 Turbo. Cầm vào các bạn sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng mà đó, bù lại thì hiệu năng mạnh hơn rất nhiều này, cộng với cả sạc nhanh hơn. Nếu mà so với cả chiếc Xiaomi 13 ấy, thì thực sự Redmi Note 12 Turbo có cái mức hiệu năng trên giá thành tốt hơn rất nhiều nha. Chỉ trừ khi là bạn thực sự cần màn đẹp hơn này, thích cam tốt hơn, thích một chiếc máy cầm nắm cao cấp một chút thì đó mới nên cố chiếc Xiaomi 13 nhá. Chứ còn không thì lấy Redmi Note 12 Turbo cho rẻ. Đến với câu hỏi thứ ba, đang đắn đo màn em Note 12 Turbo bị chê xấu quá, không biết xem phim thì có ảnh hưởng quá không, sợ sai lệch màu nhiều. Ok, thì mình công nhận màn hình của 12 Turbo ấy
nó sẽ kém hơn so với cả những máy trong cùng tầm giá, ví dụ như Redmi K60e này hay là Realme GT Neo 3. Nhưng mà cụ thể kém ra sao thì khi mà các bạn để máy gần nhau ấy, sẽ cảm nhận được là màu sắc của chiếc 12 Turbo nó sẽ không đậm đà, nịnh mắt, sống động bằng so với cả những chiếc máy kia. Cảm giác như trên màn hình có một cái lớp gì đó hơi bạc bạc nhẹ phủ lên phía trên, không trong mắt được. Tuy nhiên các bạn sẽ chỉ nhận ra khi mà dùng hai máy cùng một lúc thôi, chứ còn với những người dễ tính kiểu như mình ấy, cầm một máy không thì mình thấy màn hình của chiếc máy Turbo là ok nhá. Xem phim giải trí vẫn rất tuyệt vời. Bởi vì dù sao đây cũng là một tấm nền OLED rồi mà. Màu đen sâu và ưu điểm ấy, bốn viền của máy rất mỏng các bạn nha. Nhìn máy rất là sexy, xem phim vẫn sướng. Mình cũng từng làm nhiều video so sánh chiếc 12 Turbo với cả những máy cùng tầm giá như K60e hay là Neo 3 rồi. Bạn có thể xem lại nhá. Nhưng mà theo mình ấy, quan trọng là nếu bạn đang dùng một chiếc máy màn đẹp cỡ như kiểu Neo 3 với cả K60e đổ lên ấy thì mua chiếc 12 Turbo cũng khá là cân nhắc. Nhưng mà nếu bạn đang dùng một chiếc máy kiểu thấp tiền hẳn này, màn không quá đẹp thì mình nghĩ là ok nha, không vấn đề gì cả. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua tất cả các máy xuất hiện trong đơn ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả, cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.